Triệu Lạc Tư bị tố sao chép y hệt Cúc Tịnh Y, dân tình tranh cãi dữ dội. Triệu Lạc Tư bất ngờ bị fan của Cúc Tịnh Y tố sao y bản chỉnh thần tượng của mình. Triệu Lạc Tư và Cúc Tịnh Y đều là những sao nữ xinh đẹp của làng giải trí Hoa ngữ. Nếu Cúc Tịnh Y trung thành với lối trang điểm đậm, thì Lạc Tư lại sở hữu vẻ đẹp trong sáng nhẹ nhàng. Nhưng mới đây người đẹp họ Triệu bất ngờ bị tố sao chép người đẹp họ Cúc. Cụ thể một fan của Cúc Tịnh Y đã so sánh ảnh chụp của thần tượng và Lạc Tư. Trong hình cả hai nữ diễn viên đều có những động tác như chu môi, quay nghiêng nửa người, đứng dựa cửa. Sau đó người này đã lên án nữ diễn viên họ Triệu thường xuyên mô phỏng phong cách của Cúc Tịnh Y. Sau khi được đăng tải, bài viết này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều, trong đó đa số cư dân mạng đều lên tiếng bênh vực cho Lộ Tư. Dân tình cho rằng phong cách chụp ảnh của hai nữ diễn viên là cách tạo dáng phổ thông. Nếu là phái nữ đặc biệt hot girl thì hầu hết ai cũng sẽ thực hiện cách chụp ảnh như thế này. Ngoài ra danh tiếng của Cúc Tịnh Y trong giới giải trí cũng ở mức trung bình, do đó Lộ Tư không có lý do gì để cái nhiệt hay sao chép đàn chị cả. Nhưng một bộ phận nhỏ không đồng tình với ý kiến trên. Theo những người này, tuy Cúc Tịnh Y không hề nổi tiếng về diễn xuất, nhưng phong cách trang điểm tạo dáng của cô lại rất được ưa chuộng. Thậm chí có người còn cho rằng Cúc Tịnh Y nằm trong nhóm trendsetter, người tạo lập xu hướng. Do đó nhiều hot girl mạng của đất nước tỷ dân cũng học theo phong cách trang điểm và tạo dáng của nữ diễn viên. Một số bình luận như sau: hot girl mạng ai chẳng giống ai, Cúc Tịnh Y cũng chẳng phải đăng ký bản quyền cách trang điểm hay tạo dáng chụp hình mà fan cô phải dậy nảy nên. Mọi người có vẻ khinh Cúc Tịnh Y trừ phong cách trang điểm của cô khá nổi và được nhiều người sao chép. Địa vị diễn viên của cô không cao, nhưng không phải kiểu người không ai biết. Cúc Tịnh Y cũng có sức ảnh hưởng cho khán giả trẻ lứa tuổi của cô mà. Phong cách và kiểu trang điểm của Cúc Tịnh Y trưởng thành, trang nổi tiếng ầm ầm trên mạng đấy. Nhiều hot girl mạng cũng mô phỏng phong cách của cô suốt. Nhưng mà gần đây các bộ ảnh của Lộ Tư đều rất giống bộ ảnh của Tịnh Y. Cái này là thật, trước đây vốn không như vậy. Sao Cúc Tịnh Y không đi đăng ký bản quyền hành động đi? Nói vậy mỗi khi đu trang chắc cả tỷ người bắt chước quá, cứ một chiêu này mà làm hoài. Xét về sự nghiệp diễn xuất hiện tại, Lộ Tư có hướng phát triển tốt hơn Cúc Tịnh Y. Tuy nhiên nếu so sánh về ngoại hình, người đẹp họ Cúc có vẻ nhỉnh hơn đàn em một chút. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của PVlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.